Theo tiểu ban điều trị, hiện có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Giải chiến Hòa Phan, Đà Nẵng, mặc dù đã công bố khỏi COVID-19 do kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch là bệnh nhân 416, 888 và 763. Riêng bệnh nhân 416 vẫn trong tình trạng ECMO phổi dân tạo, bệnh nhân 888 lâm sàng có cải thiện. Hiện có 6 trường hợp có tiên lượng sát nặng và tử vong, chiếm 2,9% trong tổng số bệnh nhân đang điều trị trong đó số tiên lượng sát nặng là 5 trên 6 trường hợp chiếm 2,4% và tiên lượng tử vong là một trường hợp chiếm 0,5%.